Nông lâm thủy sản là một trong những khu vực kinh tế có đóng góp ngày càng lớn vào tỷ trọng của GDP, cho dù tổng đầu tư vốn toàn xã hội cho khu vực này lại đang giảm dần. Như vậy, làm sao để đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt dòng vốn đầu tư xã hội vào nông nghiệp, nông thôn một cách hiệu quả hơn, hay thay vì đòi hỏi phải mở rộng về quy mô? Cuộc trao đổi sau đây với giáo sư Võ Tòng Xuân, một trong những chuyên gia đầu ngành nông nghiệp, hy vọng có thể đề cập đến một cách nhìn và định hướng đầu tư công mới mẻ hơn cho khu vực này. Thưa ông, như ông cũng biết thì nông nghiệp nông thôn của chúng ta hiện vẫn bị xem là chậm phát triển. Người nông dân của chúng ta vẫn chưa thể giàu có ngang bằng như người nông dân ở các nước phát triển khác. Vậy thì phải chăng là do đầu tư công cho nông nghiệp của chúng ta chưa thỏa đáng theo như một số ý kiến ạ? Tôi thấy rằng là cái đầu tư công của nhà nước chúng ta trong lĩnh vực nông nghiệp đó, trong thời gian qua đó, thì rất nhiều người là nói là đầu tư chưa có xứng đáng, nhưng mà hỏi thế nào là xứng đáng? Bây giờ quay lại đó, trong cái bộ nông nghiệp thì 70% cái tiền mà đầu tư cho nông nghiệp là nó đi vào trong thủy lợi. Như thế này thì đầu tư chỉ có một phần lớn cho thủy lợi mà không đầu tư những cái thứ khác một cách đáng kể. Thành ra cái đưa tới cái hiện trạng chúng ta sau 40 năm nông nghiệp thì có tiến bộ như thế, nhưng mà cái người nông dân còn nghèo. Vậy thì nếu mà cho một ý kiến về chuyện những ngành nghề, lĩnh vực cây trồng vật nuôi nào cần được nhận nhiều sự đầu tư từ ngân sách, thì ông sẽ đề xuất hay là khuyến nghị những ngành nghề nào mà chúng ta nên tập trung, thưa ông? Thì rất may là trong cái thông điệp đầu năm thì rồi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói rất mạnh lên vấn đề mà tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp. Như vậy thì tôi đề nghị là bây giờ phải có cái nhìn thật là thực tế. Bây giờ thị trường nó sẽ điều khiển tất cả mọi thứ. Chúng ta khuyến khích nông dân trồng cái này, trồng kia, trồng nọ, mà chúng ta không có chỉ họ ai mua rồi mà bán ở đâu, thì cuối cùng là họ sẽ phải trồng rồi họ chặt. Chúng ta bây giờ tái cơ cấu lại các tổng công ty của nhà nước. Các tổng công ty này họ có những công ty nằm ở tại các tỉnh. Thí dụ tổng công ty lương thực có công ty lương thực nằm ở tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C, tỉnh D. Thì cái tổng công ty này là phải gồm những người rất là sừng sỏ về thị thương trường. Họ đi các nước trên thế giới, họ tìm kiếm những cái thị trường. Cái công ty chúng ta ở đây sẽ là tổ chức sản xuất. Thì tổ chức ở đâu? Thì họ sẽ quy hoạch là cái vùng, rồi nông dân sẽ được đào tạo, sẽ được chỉ hướng dẫn cái kỹ thuật mới nhất để mà sản xuất ra cái nguyên liệu đó. Để nguyên liệu đó thì rồi nhà nước cũng có một cái chính sách rất là khuyến khích để cái nhà doanh nghiệp ở tỉnh này họ có thể vay được vốn với lãi suất rất thấp nhất để mà họ đầu tư máy móc thiết bị tối tân để mà họ sản xuất ra, chế biến ra cái món hàng mà có cái thương hiệu. Vậy thì nếu mà cứ chờ vốn ngân sách thì ông cũng biết là với bối cảnh ngân sách eo hẹp như hiện nay, nếu cứ chờ đợi ngân sách thì không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể vực dậy nền nông nghiệp. Vậy thì chúng ta nên kêu gọi xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế khác đầu tư vào nông nghiệp nông thôn như thế nào ạ? Tôi cũng đề nghị là bây giờ nhà nước cũng biết rằng là bây giờ ở nước ngoài người ta cũng giàu của mình rất nhiều, nhất là sau 2015. Như thế thì có khối những nhà đầu tư nước ngoài họ muốn vào họ đầu tư cho mình, mà tại vì mình cũng không có lái họ đi tới cái đúng cái hướng đó. Nhiều khi là những nhà đầu tư nước ngoài thì họ rất sợ đầu tư trong nông nghiệp, bởi vì là họ sợ là cái này bây giờ sợ đầu tư rồi đó thì cái ông doanh nghiệp ở trong nước ông sẽ bẻ chĩa rồi ông sẽ làm điều này điều kia để mà đá cái ông nước ngoài này đi. Thì là không tốt. Chúng ta phải có một cái chính sách rất là nhất quán là chúng ta sẽ tôn trọng các cái doanh nghiệp, cho họ có cái sân chơi bằng nhau để mà họ yên tâm, để mà họ bỏ vốn rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn ông về những trao đổi vừa rồi.